họ. Chào đón các con đến với nội dung ôn tập từ vựng của bài số 2 ngày hôm nay với chủ đề sơn cơ bằng hiệu. Sơn cơ bằng hiệu, ba người bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại những từ vựng của bài số 2 ngày hôm nay nhé. Cô Thiên Vân và các con sẽ đọc cùng cô nào. Hứng, hứng, yổ, yổ, hứng yổ, hứng yổ, hú, hú, xiao quang, xiao quang, Bắc Kinh, Bắc Kinh, cơ tử, cơ tử, ải, ải, đoán, đoán, hoàng, hoàng, xiao hồng, xiao hồng, Thượng Hải, Thượng Hải, thủy, thủy, thiền, thiền, binh, binh, chuyển, chuyển, đại, đại, kính, kính, mắt kính, mắt kính, cao, ai, trí, chuyển, trang, đoạn, phong, sâu. Với 8 từ dụng mở rộng này chúng ta có đến 4 cặp từ trái nghĩa đấy. Các con hãy đọc lại lần nữa cùng cô nhé. Cao, ai, cao, thấp, trí, chuyển, thẳng và sân, trắng, đoạn, dài, ngắn, phong, sâu, béo, gầy. Với tất cả những từ vựng này thì các con có thể giới thiệu về bạn bè, những bạn thân của mình này, về vóc dáng của các bạn ấy, về những đặc điểm trên khuôn mặt và cơ thể của bạn ấy, để cho cô Vân biết được rằng là bạn thân của các con thì trông như thế nào nhé. Nhớ hãy ôn tập những từ vựng này, đọc thật thuộc cũng như là đọc thật nhiều câu với những từ vựng này. Ngoài ra không thể thiếu được đó là biết chữ Hán. Hãy viết thật nhiều chữ Hán với những từ vựng ngày hôm nay để chúng ta có thể nhớ bằng tiền mặt chữ Hán thật tốt nhé. Hẹn gặp lại các con trong những buổi ôn tập tiếp theo nha. Zài jiàn.